Thưa quý vị, nhận thấy triển vọng và đem lại giá trị kinh tế cao từ việc nuôi ốc bươu đen thương phẩm, thời gian qua nhiều hộ nông dân ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang đã mạnh dạn cải tạo những diện tích đất nông nghiệp sản xuất kém hiệu quả, bỏ hoang để thực hiện mô hình này. Bước đầu đem lại kết quả tích cực, ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại tổ hội nuôi ốc bươu đen thôn Dương Sơn, huyện Hòa Vang. Nhận định việc nuôi ốc bươu đen thương phẩm không mới nhưng vẫn còn hiếm trên thị trường và không phổ biến với nông dân tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Trinh cùng 5 nông dân trên địa bàn xã Hòa Tiến đã góp vốn thành lập tổ hội nuôi ốc bươu đen thôn Dương Sơn với tổng diện tích khoảng 5.000 m2 trên khu vực đất nông nghiệp bị bỏ hoang không sản xuất được. Hiện tổ hội đang thực hiện nuôi 6 ao ốc bươu đen với nguồn thức ăn nuôi ốc được các thành viên trong tổ hội tận dụng và thu gom từ nguồn rau củ quả hư hỏng thải hàng ngày tại chợ đầu mối Hòa Cường. Nhờ vậy ốc bươu sinh trưởng và phát triển ổn định. Bước đầu đi tìm hiểu và học tập mô hình các nơi. Thì thấy thật sự mà nói là cái ốc bươu đen, cái lượng ốc bươu đen tiêu thụ bây giờ cái thị trường của Đà Nẵng rất rất khan hiếm, rất cần. Nhưng mà sao trong đó là người nông dân ở cái địa bàn trên nói chung thành phố Đà Nẵng nói chung nhưng mà Hòa Tiến, Hòa Vang nói riêng. Nhưng mà nói chung là cũng hạt hủa, cũng muốn làm ra một cái sản phẩm gì đó cho quê hương. Rồi cái thương phẩm là ốc bươu đen, phải là nguồn gốc xuất xứ sạch, đảm bảo về an toàn thực phẩm để cung cấp ra thị trường. Để mang lại thứ nhất là cung cấp thị trường, thứ hai là mang lại hiệu quả thu nhập kinh tế cho người nông dân. Từ khi triển khai mô hình, nhiều công dân cũng đến để học hỏi, tìm hiểu. Mặc dù còn mới và gặp những khó khăn ban đầu, nhưng tổ hội vẫn rất quyết tâm để đưa mô hình thành điểm sáng trong phát triển kinh tế hộ gia đình của địa phương. Kỳ vọng mô hình sẽ giúp nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế cho các thành viên nói riêng và hội viên nông dân trên địa bàn nói chung. Cái mô hình này là mô hình đầu tiên của thôn Dương Sơn và xã Hòa Tiến để chuyển đổi cây trồng con vật nuôi nên hiệu quả. Đây là trước là đất bỏ hoang không sản xuất lúa để lãng phí, cho nên là mô hình này thấy nó hiệu quả. Sắp tới mà có kinh tế ấy là sẽ nhân rộng cái mô hình này ra cho phát triển kinh tế của địa phương của thôn Dương Sơn cũng như xã Hòa Tiến. Thành công bước đầu của mô hình nuôi ốc bươu đen không chỉ mang đến nguồn thu nhập ổn định cho các hội viên nông dân, mà đây còn là hướng đi mới, tạo động lực khuyến khích nông dân xã Hòa Tiến tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, triển khai các mô hình kinh tế nông nghiệp mới, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần cùng địa phương xây dựng và phát triển kinh tế xã hội.